Dạ, em chào cả nhà mình nha. Bữa nay thì em Đức sẽ trộn đất trồng rau, anh chị cùng em làm ha. Công việc này thì nó cũng khá là quan trọng đó mọi người. Để cho cây rau của mình nó mau xanh tốt, nó nhanh phát triển và nó có đầy đủ sức khỏe để chống chịu sâu bệnh là nhờ công đoạn này đó cả nhà. Một bước tiền đề rất là quan trọng. Những thành phần mà em trộn vào đất vườn của mình thì cũng khá là đơn giản. Đây là trấu hun đó mọi người, trấu lúa đó, rồi em hun lên. Trấu lúa khi mà mình hun lên thì nó sẽ sạch tất cả các mầm bệnh, đồng thời thì nó sẽ chuyển hóa tất cả các chất thành cái dạng mà cây trồng của mình dễ hấp thu. Bên cạnh đó thì trấu hun giúp cải tạo đất rất là tốt, làm cho đất của mình tăng cái độ tơi xốp nè, tăng cái lượng chất mùn hữu cơ trong đất và nó còn giúp ổn định độ pH cho đất nữa. Mình đổ trấu xong rồi, bây giờ thì em sẽ bang cho nó bằng ra. Để chút nữa mình xới lên thì nó sẽ đều đó cả nhà. Tiếp theo nữa thì em sẽ bổ sung thêm một lượng phân hữu cơ vào cái luống rau của mình đang trộn. Phân hữu cơ thì nó giúp tăng cái độ phì nhiêu cho đất, làm cho đất của mình thoáng khí nè, tơi xốp, giữ ẩm cho đất và ngăn ngừa khô hạn. Nhờ đó mà cây rau mình trồng nó lớn nhanh, nó khỏe mạnh và năng suất nó cũng tăng lên rất là nhiều. Đặc biệt là nó giúp cho cây trồng của mình sai hoa, dễ đậu trái và chất lượng của trái nó cũng rất là ok. Phân hữu cơ thì có nhiều loại lắm anh chị. Ví dụ như là phân chuồng nè, phân chuồng mà mình đã qua xử lý và mình ủ hoai mục á, là nó thành một loại phân hữu cơ rất là tốt. Nếu như mà khu vực anh chị á, có cái nguồn phân chuồng, ví dụ như là phân bò nè, phân dê, phân gà hoặc là phân heo cũng được, thì anh chị ủ, anh chị làm phân. Cách ủ phân chuồng thì nó không khó đâu anh chị. Nếu như mà anh chị chưa biết cách ủ á, muốn tham khảo cái cách ủ thì anh chị nhắn cho em, rồi em chỉ cho mọi người cách ủ ha. Ngoài ra thì phân hữu cơ còn có thể làm từ những cái xác bã thực vật, những cái phế phẩm nông nghiệp hoặc là từ bèo nè, từ bã mía, từ những cái vỏ cà phê, vỏ đậu phộng thì mình đều có thể ủ để làm phân hữu cơ được. Nếu như mà anh chị không có thời gian để mà mình làm trấu hun, không có thời gian hoặc là không gian nè để mà mình ủ phân chuồng á, thì anh chị liên hệ em. Bên em có bán đầy đủ các loại phân hữu cơ, có cả trấu hun nữa và các loại men để mà mình ủ phân hữu cơ luôn. Anh chị cần thì liên hệ em Đức nha, em sẽ gửi tận vườn cho cả nhà mình.